Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình đã review cận cảnh cho các bạn, đó chính là bộ má phanh sau của Kia K250, Kia Bongo 3, Kia K165, Kia K3000 và Hyundai 1 tấn 25. Đấy, toàn bộ những dòng này thì nó sẽ lắp chung cái bộ má phanh này, thậm chí lắp luôn cho cả Hyundai L250SL các bạn nhá. Đấy, toàn bộ Hyundai thì là sẽ lắp bộ má phanh này và Kia lắp bộ má phanh này. Bộ má phanh này là bộ má phanh sau chung chung rất nhiều dòng xe ở thị trường Việt Nam. Đấy, và một số dòng xe nhập khẩu. Thì hôm nay thì mình chỉ làm cái video về đồ xịn thôi, thì bỏ qua tất cả các hàng ABC. Đây là xịn 100% chính hãng nhập khẩu bên kia về. Xịn như nào là xịn từ nhà máy Hyundai nhập khẩu về các bạn nhé, chứ không phải hàng thứ nước A, nước B hay là hàng ông ba A, ông B sản xuất. Đó là xịn 100%. Thì hôm nay thì đầu tiên là các bạn chỉ nhìn vào cái hộp của nó này các bạn này. Đây, hộp của nó sẽ đóng gói như này các bạn nhé. Nó bao gồm có tem các bạn này, tem và mã vạch. Đây, tem Mobit đây. Đấy, quả cầu Hàn Quốc các bạn này, nhìn không? Đó. Và đây là tem của nó đây, 583504EA00. Đây là xịn sò luôn. Thì đóng hộp, một cái hộp của nó sẽ đóng bốn miếng trong như này. Đây là hộp của nó đây các bạn nhá. Đó, hộp của nó đây các bạn này. Đấy, đây là hộp xịn của nó này. Đấy, hộp xịn của nó. Thì sau khi nó có băng dính như này thì mình sẽ cắt băng dính ra cho mọi người xem. Đấy, sau khi mở cái hộp ra thì bốn miếng má phanh nó sẽ đóng trong một hộp đây các bạn này. Các bạn mở nó lắp này. Đó, hai lắp nó đều có thông số của nó các bạn nhá. Thì bao gồm là nó sẽ đóng 4 miếng trong một hộp, đây các bạn, đóng 4 miếng đây. Đó các bạn thấy không? Đóng 4 miếng trong một hộp đây. Đó, đóng rất ngay ngắn luôn, thẳng hàng, không lệch lạc méo mó một tí gì. Ok chưa các bạn? Rồi sau đây mình sẽ bỏ từng cái ra một cho các bạn tham quan nhá. Rồi, mình sẽ bỏ từng cái ra một này các bạn này. Đấy, mình sẽ bỏ ra đây. Đó. Mình bỏ ra đây các bạn nhá. Đấy, mình sẽ bỏ ra đây cho các bạn xem. Mình sẽ bỏ 4 miếng ra đây cho các bạn xem. Xem qua. Đấy, ok chưa các bạn? Ok, sau khi bỏ một miếng xong thì bên trong này thì nó cũng không lót cái gì cả. Nó chỉ là bốn miếng trong một hộp thôi. Đó, mình sẽ để hộp đây. Và bây giờ mình sẽ chi tiết vào đi sâu. Thứ nhất là xịn của nó thì nó sẽ có một số ký hiệu đây các bạn. Cái chữ này của nó được dập bằng bằng đồng các bạn nhá. Nó như ở bằng đồng ấy. Đó, nó như ở sơn bằng đồng ấy các bạn. Đấy, đây là chữ ký hiệu của nó trên bề mặt má phanh này các bạn này. Má phanh của nó thì khi các bạn nghiêng nghiêng này các bạn nhìn rất là nhiều đồng. Các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều vụn đồng luôn, để nó có độ bám sát, ma sát mà. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Toàn là má đồng luôn này. Đó. Đây. Toàn bộ thân của nó đây. Bên trong của nó thì nó có dập cái chữ XKASCO, thì có nghĩa là hãng này nó sản xuất cho cái hàng Hyundai các bạn nhá. Hãng này nó sản xuất cho hãng ông Hyundai. Ông Hyundai đặt của hãng này, nhưng mà theo tiêu chuẩn của nhà máy Kia và Hyundai các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Rất là xịn sò luôn. Đấy, mà nó được tán bằng một lớp keo. Keo này thì nó là keo của nhà máy, nhưng ngoài keo gia công các bạn nhá. Thì đây nó là hàng xịn, thì chất lượng keo cùng rồi mọi thứ nó phải là xịn tuyệt đối, chứ không thể bảo là keo vớ vẩn được. Đó các bạn thấy không? Xịn sò luôn, bao gồm 4 miếng đây các bạn. Đấy, đây là một bộ đằng sau. Đây, miếng nào thì nó cũng sẽ dập hai cái ký hiệu. Một là dập ở lườn các bạn này, KASCO. Đó, và đây dập cái đây nữa. Má nào thì nó cũng sẽ dập hai cái ký tự đó. Đấy các bạn nhá. Má nào thế thôi. Nó sẽ dập hai cái ký tự đó các bạn ạ. Mà đây. Đó, và nó sẽ thêm một số những cái ký tự kiểu bắn bằng máy đen nữa. Đó, ok cho các bạn. Đây, má phanh xịn 100% luôn. Má xịn về má kia thì các bạn cứ nhìn cái má rất là nhiều đồng các bạn này, rất là nhiều đồng luôn. Đó, các bạn thấy không? Lấp lánh rất là nhiều đồng. Đấy, anh em nào mà hỏng cái bộ má phanh sau mà thích xịn sò 100%. Đấy, thì các bạn cũng yên tâm ủng hộ mình nha các bạn nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038, cũng như là 02438081426. Đấy, anh em nào thích xịn sò nhá. Còn ngoài ra đó nha, mình vẫn có các loại má phanh hàng phổ thông và hàng gọi là cao cấp. Còn đây là xịn 100%. Đấy, nói sai bán sai, đền các bạn một gấp 10 luôn. Đó, có anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại 22 số mình vừa đọc rồi. Và các bạn có thể vào đúng phụ tùng tôi nhận được cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người sản phẩm tiếp theo.